Hôm nay, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm 8 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật xảy ra ngày 16 tháng 4 tại xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo điều tra năm 2021, Võ Trúc Lâm, hộ khẩu thường trú thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho Nguyễn Văn Khánh ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang thuê xe ô tô biển số 61A33145 với thời hạn thuê 12 tháng với giá 180 triệu. Khánh đã trả cho Lâm 75 triệu đồng, còn nợ lại 105 triệu đồng. Sau khi thuê được xe ô tô, Khánh đem xe ô tô này đi cầm cố cho Nguyễn Chí Tám, hộ khẩu thường trú huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, được 250 triệu đồng. Rồi Khánh bỏ đi đến tỉnh Bình Phước sinh sống, chưa chuột lại xe để trả cho Lâm, chưa trả tiền cầm cố và tiền lãi cho Tám. Do Khánh không có tiền trả nên Lâm và Tám đã lấy xe ô tô biển số 61K 17139 là xe Khánh thuê của ông Nguyễn Như Huy ở thành phố Thuận An để ép Khánh ký giấy vay nợ 605 triệu đồng. Đến ngày 16 tháng 4 năm 2023, ông Nguyễn Như Huy không thấy Khánh trả xe nên mở định vị thì phát hiện xe đang ở tại nhà của Lâm. Ông Huy đề nghị gọi Khánh đến nhà Lâm để giải quyết. Khi gặp Khánh, tám cùng đồng bọn đã giữ Khánh lại để đe dọa, yêu cầu Khánh phải liên lạc với gia đình, mang tiền đến trả cho tám và phải ký giấy xác nhận nợ số tiền 450 triệu đồng. Nhận được tin báo, công an thành phố Thuận An đã kịp thời vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Hiện cơ quan điều tra công an thành phố Thuận An đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Võ Trúc Lâm, Nguyễn Chí Tám cùng 6 đối tượng khác để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.